Chào bạn, mời các bạn đi test một sản phẩm cùng Tùng. Đó là máy hàn cầm tay. Công suất là 60W, có màn hình hiển thị. Các thông số khác này các bạn này. Điện áp 220V. Nhiệt độ điều chỉnh từ 200 đến 400, 180 đến 480 độ C. Tất cả thông số của chúng ta đây. Máy này hiện đang có giá là 289k, tiện cho anh em đút vào túi đồ mang đến nhà khách hàng các anh em sử dụng sửa chữa nhỏ gọn tiện lợi. Khui hộp nha các bạn nhé. Sản phẩm của chúng ta đây, nó có một cái tay đỡ thì các bạn bẻ nó ra như này để các bạn gác cái tay hàn lên thì bỏ qua ra ngoài các bạn nhé. Chuẩn ổ cắm phổ cập này các bạn, không phải bẻ chân bẻ chiếc gì cả. Tháo cái này ra đã. Đấy, lưỡi hàn này, chúng ta lắp thử cái lưỡi hàn phổ cập của tất cả các dòng máy hàn xem nó vừa không nhá. Nếu vừa thì sẽ rất tiện cho anh em chúng ta khi mua lưỡi, thì chúng ta sẽ thay đổi được nhiều kích cỡ và dễ dàng thuận tiện cho anh em chúng ta mua. Đấy, ok các bạn này, cùng kích thước. Đấy các bạn thấy chưa? Còn bây giờ thì đi test cùng Tùng nhá. Ở đây nó có cái màn hình hiển thị này. Một công tắc dùng để bật nguồn. Cộng trừ là nên xuống cái nhiệt độ của cái tay hàn này. Và màn hình hiển thị cái nhiệt độ thực đang có đây. Rồi, xem sử dụng ra sao đây. Giữ để bật nguồn các bạn. Máy đang nháy ở 350 độ này. Chúng ta cộng. Đấy, nó đang chuyển động nháy vì vậy là khá khó nhìn. Bây giờ chúng ta tăng lên 408 để chúng ta hàn. Tất nhiên là nhiệt độ thì các bạn sẽ tăng giảm tùy thuộc vào cái mối hàn của các bạn. Khi nào nhiệt độ đạt đến ngưỡng thì nó sẽ không nháy nữa các bạn nhé. Đạt đến ngưỡng ở đây nó sẽ không nháy nữa, còn khi nó vẫn chưa đạt ngưỡng thì nó sẽ vẫn cứ nháy để cho chúng ta biết. Giờ chúng ta sẽ thử hàn các bạn nhé, cũng phải đợi vài giây để cho cái mỏ ở hàn kịp đây dừng này các bạn này, thấy chưa? Khi nó đạt cái nhiệt độ thì nó sẽ dừng này. Đấy các bạn thấy chưa, lưỡi hàn nhọn đầu mỏ nhỏ mà chúng ta vẫn có thể hàn những mối hàn to khủng bố này, sẽ rất thuận tiện cho anh em mang đến nhà khách hàng để các anh em sửa chữa. Ở lô 2 có rất nhiều máy khò, máy hàn và tool sửa chữa cho anh em thợ. Các bạn có thể truy cập lô2.vn hoặc Zalo của mình là số 0906 010103. Cảm ơn các bạn. Nhỏ gọn, tiện lợi trong quá trình sử dụng và nhiệt độ cao, nóng nhanh, ổn định, dễ dàng quan sát và xử lý. Cảm ơn các bạn. Tắt nguồn này các bạn này. Giữ. Đấy, máy sẽ đưa chế độ tắt. Các bạn nhớ để nguội, sau đó các bạn cất vào nhé. Còn khi các bạn ấy thì các bạn gác cái tay này lên như này, bẻ nó ra gác lên.